Ok, clip này ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn một số sản phẩm khá là chất, cũng như là hôm nay có thanh lý giảm giá nhẹ, nên là các bạn ủng hộ mình bằng cách là xem hết video cũng như là đăng ký kênh, chia sẻ và nhấn like. Thì đầu tiên mình xin phép giới thiệu sơ lược qua về shop Di động Nhật Nam. Thì các bạn cũng biết shop Nhật Nam là một shop chuyên bán máy cũ, siêu lướt, đẹp, chính hãng và iPhone quốc tế. Tuy nhiên, bạn nào muốn mua iPhone mới thì shop cũng vẫn nhận order cho các bạn với cái thời gian rất là nhanh, siêu tốc, rồi sáng đặt chiều có rồi nhé, và giá ưu đãi hơn các siêu thị, các shop lớn khoảng 3-4 triệu đối với cái sản phẩm mới nha. Còn sản phẩm cũ bên mình thì cam kết chỉ bán hàng zin chuẩn, đẹp và có sao nói vậy, có sao nói vậy. Mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Và như các bạn cũng biết, đối với dòng sản phẩm cũ thì tùy theo định lượng, tùy theo đánh giá, tùy theo phần trăm máy về kết cấu bên trong cũng như ngoại hình bên ngoài để đưa ra một mức giá phù hợp, đúng với cái nghĩa là tiền nào thì của đó. Bạn nào ở Tân Phú, Đồng Nai thì các bạn cũng đã biết nhiều đến shop rồi. Thì còn những bạn ở khu vực lân cận, nếu có điều kiện có thể đến trực tiếp thì khỏi phải mua online, thì cũng có thể đến xem và mua hàng. Thì cái shop của mình là ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nó nằm ngay trên quốc lộ 20, khoảng cây số 130, hướng đi từ từ Dầu Giây cho đến Đà Lạt các bạn nhé. Thì mình nằm ngay ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, và nó là cây số khoảng 130. Nói chung rất là thuận tiện bởi vì nó ngay quốc lộ rồi. Còn bạn nào ở xa thì cũng yên tâm bởi vì bên mình là có ship code toàn quốc. Tại sao mình nói ở xa cũng yên tâm? Vì dạo gần đây mình thấy có một số bạn rất là muốn mua, có nhắn tin vào Zalo cho mình cũng không biết nói sao với những bạn đó, nhưng thực tế ra thì ok, tin tưởng thì mình mua thôi, tại vì bên mình là có bán ship code trên toàn quốc, nên là khi nhắn tin đến mình là không cần ý kiến Việt xa xôi, bởi vì mình không thay đổi được, và mình cũng chả có ý định mở một shop ngoài Hà Nội hay đâu cả. Bởi vì cái này thực ra là mình chỉ bán ở trong này thôi, và còn ai đi ở xa thì đặt hàng online thôi, chứ còn mình không có ý định mở ra nhiều chỗ để mỗi nơi có một cái để phục vụ trực tiếp được. Đấy, nó là như vậy. Thì bạn nào cảm thấy yêu mến mình và thật sự tin tưởng thì hãy liên hệ đến bên mình để đặt mua hàng online. Các bạn chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500 nghìn. Kể cả các bạn mua máy trên 15 triệu, các bạn đừng nghĩ là đã bị lừa 15 triệu hay là bị như thế nào đó. Máy 15, 17 triệu các bạn cọc có 500 nghìn thôi, để đảm bảo cho tiền phí ship và cái vấn đề máy móc mình phải đọng hàng trên đường. Và nói trắng phớ ra là tránh để bị bom hàng. Đó. Nhiều khi rồi không chờ đợi được, ship xếp nó hơi lâu tí. Thay vì muốn là 3-4 ngày nhưng nó đến ngày thứ 5, thứ 6 nó mới tới thì lại nóng ruột đi mua mất một cái máy khác rồi, thì đến đấy lại không ưa thì dưa có giòi rồi các kiểu, không? Cho nên chính vì vậy mình phải yêu cầu đặt cọc trước mình mới chốt đơn hàng, chứ còn ngoài ra thì cái tiền cọc đấy thực ra mình cũng trừ vào tiền máy cho bạn rồi đấy. Và bên mình là không bao giờ có cái vấn đề mà nhận cọc xong không gửi hàng hay nọ kia đó. Nhiều bạn là sợ bảo nhận cọc không gửi hàng, thế còn uy tín làm 3-4 năm nay, còn thật sự những người khách mà có những cái tư tưởng là đến xong bắt đầu kiếm chuyện che hàng xấu nọ xấu kia rồi đòi lại tiền cọc là không có nhá. Các bạn cứ xác định cho kỹ rồi chúng ta mua. Việt Nam không ép ai cả, bởi vì là trên cái phương diện thuận mua vừa vừa bán, sòng phẳng thì mới là tri kỷ thôi, thế thì làm ăn mới được lâu bền. Còn mình cù nhầy cù nhằng thì chưa chắc người ta cũng đã muốn bán cho mình đâu. Đồng ý là một chủ shop bán hàng thì đương nhiên là phải cần khách hàng đấy, nhưng mà khách hàng cũng phải như thế nào đó. Có nhiều dạng khách hàng mà thật sự mỗi lần người ta nhìn thấy mặt người ta cũng ngại luôn, ngại tiếp xúc luôn đấy. Thì chúng ta thôi thì cả đôi bên cùng có lợi, người thì mua được sản phẩm tốt đúng ý, người thì bán được hàng đấy. Cho nên là chúng ta xác định cho kỹ trước khi chúng ta mua hàng. Quay trở lại với những cái sản phẩm ngày hôm nay, các bạn thấy chủ yếu là hàng full hộp thì khá là ok rồi nhé. Thì đầu tiên là mình có một cái tai nghe của chính hãng của dòng iPhone, nó gọi là tai nghe AirPods 2. Cái này AirPods 2 thì bây giờ nó ra cái mấy cái đời nó cao hơn nữa rồi, tuy nhiên là cái này thì mình cũng tồn kho từ hôm trước Tết đây thôi.
nó còn nguyên siêu nguyên hộp chưa khui. Tai nghe này là tai nghe không dây dành cho của iPhone và là hàng hiệu nhá. Đó, lúc trước thì bán 3 triệu mấy nhưng mà hôm nay thôi mình thu hồi lỗ để mình thu hồi vốn. Là mình còn một cái duy nhất thôi, mình bán 3 triệu. Bán 3 triệu tai nghe AirPods 2 các bạn ha. Tai nghe không dây. Trong này là có cáp sạc ngon lành. Đó, cái hộp đọc sạc của nó đây. Đấy. À, mình chưa có khui ra đâu, để nguyên siêu luôn, bởi vì cái này nó là cái linh kiện tai nghe thôi, không có gì hết. 3 triệu các bạn nhé. Giá ngày hôm nay thu hồi vốn 3 triệu. Tiếp theo thì mình có một cái sản phẩm khá là ok, mình bán nó rẻ hơn so với các bạn mua tại bất cứ một shop lớn nào hay ở đâu đó. Thì mình biết là con A52s 5G này họ đang bán 10.900.000. Tuy nhiên đây là một cái kèo gọi là kèo khá là hay. Kèo khá là hay. À, khách hàng vừa mua tại thế giới di động ra, nhưng mà khách hàng mua với mục đích là về sau chặt tiền để bán thôi. Mình nói đơn giản là mua góp. Đấy, mua góp. Và nhiều bạn sẽ đặt vấn đề và mua góp sợ sau này bị khóa máy thì không. Mua góp ở FPT hoặc là Viettel thì mới có cam kết Canon các bạn nhé. Còn mua góp tại thế giới di động thì không có cam kết Canon nha. À, có một số bị dính xài một thời gian, bên kia người ta không đóng tiền góp cái bị khóa máy, thì các bạn yên tâm, bên này mình bao cho các bạn vấn đề này trọn đời máy luôn. Đến shop Việt Nam đảm bảo. Bởi vì nếu hàng của thế giới di động thì không bao giờ bị khóa, bởi vì thế giới di động không bán theo kiểu đó. Còn chỉ có FPT và Viettel là hay bán cái kiểu cam kết mua cái sim đó ha, rồi kèm theo cái máy đó và góp trong bao nhiêu tháng và được sử dụng cái sim đó để gọi là miễn phí như thế nào đó. Thì có một số đó là gọi là máy về sau mà người ta không đóng tiền thì gọi là máy Canon. Còn đây không, không phải. Máy này là góp thuộc cái dạng nó cứ trắng phớ ra trong cuộc sống lắm, lúc là túng bí quá. Thôi thì chấp nhận góp giá cao tí ra lấy tiền mặt luôn. Đấy, ra bán lại lấy tiền mặt nhá. Thì bên mình thu được cái máy như thế. Và mình đã kiểm tra kỹ lưỡng, trách chiếc ok, email sạch sẽ, không Canon nước gì hết. Bao Canon chọn đời máy. Và đây là một chiếc chắc chắn là máy mới rồi. Và hôm nay mình chỉ bán cho các bạn với cái giá là 7.900.000 thôi. Đó. Này là khách chấp nhận lỗ nhá, chứ không máy không có vấn đề gì hết. A52s 5G mới luôn. Chắc chắn luôn các bạn thấy này. Đấy. Còn bảo hành rất là lâu, máy màu đen. Có một máy thôi. 1.900.000. Tiếp theo thì là cái sản phẩm tồn kho A12. A12 này thì bây giờ ít người nhập mới về bán lắm, đa phần là hàng tồn kho trôi bảo hành, tức là còn trong kho ta bán nốt để ra mẫu mới. Bây giờ thì bạn thấy là ra cái mẫu A22 rồi. Thì cái này A12 phiên bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB pin 4000. Hôm nay mình cũng chả còn nhiều, còn một máy màu xanh. Con này pin khá trâu nhá, pin 5000. Và các bạn cũng thấy là nguyên siêu, còn nguyên tem chưa khui. Đấy, nguyên tem Samsung này, hai bên, hai đầu đồng hàng còn nguyên, chưa cắt nhá. Gọi là hàng chưa cắt chỉ luôn, hàng mới. Và con này còn bảo hành chính hãng khoảng 9 đến 10 tháng. Lý do là nó đã kích bảo hành cách đây 1-2 tháng rồi nhưng chưa có khui. Kích bảo hành thì người ta chỉ cần gửi email về tổng đài Samsung là kích rồi các bạn nhé. Và con này hôm nay còn một máy, mình bán 3.700.000. Màu xanh, còn duy nhất một máy. Tiếp theo là một con máy từ xưa giờ các bạn thấy mình cũng ít bán lắm, chả bao giờ nhập đúng một con. Mới cứng luôn, cũng là hàng kiểu kích email trôi bảo hành thôi chứ còn ngoài ra chưa ai xài. Chưa ai đút sim vào hoặc là gắn sạc vào để xài con máy này cả. Là một con máy mới, đó là S21+5G, hay còn gọi là S21+5G. Giờ dùng được sim 5G và máy mới full hộp màu tím viền gold rất là đẹp, ok. Máy mới luôn, hàng trôi bảo hành các bạn nhé. Và có hộp sách hướng dẫn và cái sợi cáp sạc. Máy mới luôn, các bạn yên tâm. Mình thì không tí tớn bỏ vào xài làm gì đâu. Bởi vì xài cái nào quen đấy, nó có dữ liệu ha. Thì mình tồn kho đây cũng lâu rồi, hôm nay mình quyết định thu hồi vốn cho các bạn với cái giá là 15.500.000 thôi. Giá gọi là lỗ sấp mặt rồi, rất là ok nhá. Con này cấu hình cũng chuẩn và pin cũng trâu. Rồi tiếp theo là mình còn duy nhất một con iPad Air hay còn gọi là iPad 5. Màn hình vào khoảng 10 inch. Con này thì mình thấy máy khá là keng. Nó keng gần như là một chiếc máy mới luôn nên gọi là hàng keng. Và đây là bản có dùng được sim 4G đàng hoàng và cả wifi đầy đủ các kiểu con đà điểu nha. Máy ngon và mình nhập, cái đợt mình nhập về 10 cái bán hết còn đúng một cái. Hôm nay mình cũng giảm giá cho các bạn cho nó đi luôn cho xong này, cho hết đợt hàng. Còn đúng một máy và hôm nay chỉ bán với cái giá là 4.400.000.
Ok, giá máy trần các bạn nhé, chưa có sạc đâu, 4.400.000. Bạn nào nhà có sạc rồi khỏi mua, chưa có thì mua. Chỉ những cái máy có hộp thì trong hộp có cái gì là mình gửi kèm cho bạn cái đấy. Còn những máy trần là mình chỉ báo giá máy trần các bạn ha. Rồi tiếp theo là Tab A7 Lite thì thanh lý mấy hôm nay rồi, chưa hết. Sản phẩm này mình nhập về tới mấy chục máy cơ, nên các bạn cứ máy thoải mua nhé. Đấy, máy mới, nguyên tem, nguyên tem nhà sản xuất. Con này hôm bữa mình có cắt cái tem này mình review cho các bạn này, nhưng mà mới cứng ha. Nguyên com lê. Con này 8 in 7, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nói chung là mua cho các bé học online rất là tốt, hoặc là mua cho các bác về đọc báo xem tình hình Nga với Ukraine đồ này kia ha, tình hình thế giới. Thì giá 4 triệu từ hôm giờ là đã quay nhiều video nói tới rồi, 4 triệu ha. Giá bây giờ cũng thế, không đổi. Tiếp theo thì có con Zeno 6Z, sản phẩm này thì mình thấy cũng rất là mới và hôm nay mình cũng đặc biệt bán hạ giá xuống 7 triệu. Zeno 6Z 5G nguyên hộp, máy màu đen, mới cứng luôn, mới sạc vài lần. Có nghĩa mới sạc vài lần nhá. Là nó tồn ở đây. Thì hôm nay mình bán thì để mình thu hồi vốn mình làm việc khác. Đấy. Bán điện thoại dạo này cạnh tranh quá, nhiều khi vàng thao lẫn lộn. Đưa những cái hàng đâu được như hàng của số mình đâu, xong cái bán rẻ. Đấy, mình biết điều đó nhưng mà bây giờ biết làm sao để giải thích với khách hàng đấy. Người khách tin tưởng thì mới được. Khách không tin tưởng thì khách lại bảo mình bán đắt, bán điêu. Đó, khó lắm, làm dâu trăm họ. Thì con Zeno 6Z full hộp này mới sạc pin vài lần, máy màu đen, giá 7 triệu bạn nhé. Và duy nhất một máy, thậm chí bán xong là mai mốt là phải rẻ hơn mình mới nhập. Chứ còn mấy đợt này là mấy cái hộp này các bạn biết, bán toàn lỗ, bán toàn thu hồi vốn, cái lỗ cái hòa. Tiếp theo là con Realme 7 Pro. Con này thì vỏ hơi chảy nhẹ tí, con này dùng rồi nhưng vẫn còn đầy đủ sạc zin 65W. Và thực tế đây là zin chuẩn của chính hãng theo hộp nhá. Còn bây giờ 65W ngoài thị trường lô đầy. Đấy, nhiều ông cứ ham hố. Người ta có câu nói bảo mám vố thì gặp sự cố đấy, đúng không? Nghe nó in ở ngoài, nó in mấy trăm watt chả được. Quan trọng cắm vào sạc nó đúng hay không. Rồi ok, thì con Realme 7 Pro màu xanh lơ đây, máy khá đẹp nhé, khoảng 99%. Cũ dùng rồi nhưng mà rất là keng, màn hình không chảy xước đâu. Không một vết chảy xước. Có lưng sau thì có ít rịn rịn tí, nhẹ lắm, không đáng nói luôn, đẹp, có thể nói khá keng. Nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện zin kèm theo, có một máy bán 5.200.000. Con này khá chất rồi, anh em với nhà Oppo thì các bạn cũng biết rồi. Bền, đẹp, trâu. Rất là trâu bò luôn. Camera khá là ok. Và tiếp theo là con Xiaomi 11T, chính hãng 5G và đây là phiên bản cao. Con này có hai phiên bản, bản 128 và 256GB. Của mình đây là bản 256GB. Ngày hôm nay mình thanh lý giá cho các bạn với giá là 9.900.000 thôi. Con này là máy mới luôn, 5G Xiaomi, máy mới luôn. Đấy, nguyên siêu, cả siêu màn hình đây. Máy rất là chất, màu xanh tím bạn nhé, xanh lai lai tím ha. Này xanh nhiều, nói tím chắc không đúng, xanh. Ok, camera thì quá chất rồi. Con này không có gì phải bàn, 9.900.000 thôi. Đấy, hộp sạc zin đầy đủ, vẫn còn nguyên con lê, vẫn còn nguyên mùi thơm máy mới ha. Chưa ai cắm vào lần nào, vẫn còn trinh nguyên luôn. Ngon lành cành đào, gọi là leng keng xà beng, 9.900.000 nha. Đấy, thanh lý thu vốn. Rồi, tiếp theo là có iPad mini 4, 128GB. Mấy hôm review không mở lên, nhiều khi các bạn sợ không dám mua đúng không? Nhiều khi thấy mình quay cái mô hình lừa 200 tiền cọc thì chết dở con bà nở. Nhưng mà yên tâm, cả cái kênh YouTube của mình lớn thế này rồi, ai đặt mình ngu gì không bán. Bán lấy tiền về còn nhập hàng khác đúng không? Hay là buồn buồn đi mua bất động sản nó còn có lãi. Rồi, thì đây là 128GB này, iPad mini 4 các bạn nhé. Mã Nhật, hàng Nhật thì khá là chất rồi. Nếu nói đến mã thì mình chia sẻ một tí thế này. Shop Nhật Nam không quan trọng mã gì đâu. Shop Nhật Nam bán là mã nào shop Nhật Nam cũng biết là của Mỹ sản xuất. Chỉ có một số bạn là không biết. Chỉ có một số bạn là không biết là cứ tưởng mã Mỹ mới là của Mỹ sản xuất. Không phải. Mã nó là phân biệt cái thị trường. Thì thị trường nào cũng ok hết á. Người nào cũng khôn hết các bạn ơi. Chứ không phải người Việt mình mới khôn mà người Mỹ người ta dại hay là người Trung Quốc người ta không khôn. Không phải. Người nào cũng khôn. Còn riêng cái dòng iPad với iPhone thì chỉ duy nhất là
có ở Mỹ sản xuất thôi, trừ khi các bạn mua nhầm phải những cái hàng fake, bởi vì các bạn ham rẻ quá. Chẳng hạn bây giờ mình lên trên mạng search đâu đó là kiểu gì cũng thấy iPhone 13 Pro Max 3 triệu rưỡi, thì cái đó thì chắc chắn là hàng lởm rồi, đúng không? Làm sao mà có cái của như vậy, của trên trời rơi xuống như vậy. Nói đến đây thì lại nhớ đến một cái ông hôm nọ mua cái iPhone, hỏi chứ không mua, chú có iPhone 12 Pro Max không, để cho anh ba cái. Trong lòng nghe kêu thơm đây rồi, ai ngờ đâu hỏi nói thêm mấy câu thúi quắc luôn. Mình mới nói có anh, mà em đang còn hai máy thôi, cần thì em lấy thêm cho máy nữa. Cái hỏi bao nhiêu máy, nó 2-3 triệu 500 máy. Ông quay sang ông chửi mình luôn, ông bảo mày bán thế, mày bán 2-3 triệu 500 mày bán cho chó à? Thì không biết là ông đấy là gì thì mình không cần biết, mà ông nói như thế thì mình bảo thế thì chả lẽ ông này chắc chỉ kiểu gặm xương thôi, đúng không? Rõ ràng rồi, nếu mà ông muốn cái 12 Pro Max thì chỉ có 3-4 triệu thì ông chỉ gặm xương cho mấy cái thằng mà nó buôn hàng dỏm thôi, chứ làm đếch gì có cái của mua được hàng xịn đấy. Mới đầu tưởng kèo thơm, ai ngờ thối quắc luôn, kèo gặm xương luôn. Rồi quay trở lại mini 4 này, kiểm tra một tí về cấu hình cho bạn xem. Đây 128 GB mã Nhật nhá. Tại sao mình nói là không quan trọng thị trường nào, không quan trọng mã nào? Bởi vì mình khẳng định một câu, iPhone, iPad là của Mỹ sản xuất, nếu các bạn mua đúng hàng chuẩn nhá. Bất cứ mã nào, thị trường nào đều của Mỹ sản xuất. Và bất cứ một con người nào, quốc gia nào, sống ở đâu cũng có người khôn kẻ ngu, và cũng có người gian kẻ ngay, đúng chưa? Thế thôi, nên mình nói như thế. Và hãng nhà táo không dạy gì mà sản xuất sang xuất khẩu sang Việt Nam một cái máy lại kém chất lượng hơn một cái máy sản xuất sang Campuchia hay là sang Hồng Kông, bởi vì đấy cũng là thị trường của người ta, cũng là khách hàng, người ta cũng đem lại túi tiền cho người ta. Và không dạy gì mà sản xuất một cái máy sang Nhật hay sang Hàn lại dởm hơn cái máy xuất khẩu sang Việt Nam, đúng chưa? Đấy, mình phân tích để cho các bạn hiểu về khía cạnh hãng nhà táo, họ luôn công tâm, họ sản xuất đầy đủ theo tiêu chuẩn của quốc gia đó đặt ra để phù hợp với môi trường địa lý và các nhà mạng nhá. Nó còn có một vấn đề là các nhà mạng nữa đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm, cứ yên tâm. Và khi chuẩn máy quốc tế rồi là yên tâm, đừng mua của những cái máy lốc thôi nhá, đừng mua phải những cái máy lốc thôi. Còn mã nào, tại sao mã nào ngon mình bán, nói thêm luôn để các bạn hiểu, mã nào máy men zin, màn zin mình bán, thợ không xào chẻ mình bán. Còn cho dù có mã Mỹ mà lỡ nó có sửa chữa ở trong men rồi, đúng chưa, thì không nên bán. Mà mã Nhật mà chưa sửa chữa trong men thì đương nhiên là bán rồi, ngon quá mà, ngu gì không bán. Mà con ngu mới không mua dùng thôi, mà lại đi mua, phải đi mua đúng cái mã VN hay cái mã Mỹ mà đã bị sửa chữa, đúng không? Mà thậm chí ra nhìn mắt thường không thể nhìn thấy người ta có sửa chữa bên trong, không ai biết, chỉ là mấy ông bán hàng uy tín có tâm kiểm tra cho các bạn thì các bạn mới mua được cái hàng tốt thôi. Còn cái iPad này bố bảo ai bung ra được? Nhiều ông bảo em về em phải bung máy, cái này máy này nó đúc rồi bung sao, nó đâu như cái iPhone. Rồi ok, bây giờ người ta phải dùng cái mà gọi là cái tool check mà chính hãng tốn phí nha. Các bạn dùng ba ô tool chả lái gì đâu, cái ba ô tool các bạn của ai viết đâu các bạn biết không, của Trung Quốc nó viết ra để kiểm tra sơ sơ thôi, làm sao chính xác được. Thông số đưa lên nhiều khi còn sai, nó chỉ một phần nào để chúng ta tham khảo thôi, các bạn đừng lệ thuộc vào nó. Còn cái tool của chính hãng nhà táo này này, người ta đưa ra thì không không đến lượt các bạn check được, phải thợ phải đóng tiền vào, phải có cái gì đấy, thẻ Mastercard, thẻ Visa gì đấy, mỗi lần check một cái máy tốn 1-2 đô đấy, thông số nó đưa ra nó mới là 100% các bạn nhé. Rồi con máy này thì khá là đẹp, chuẩn 128 GB mã Nhật, zin nguyên bản 8 in, iPad mini 4 màu xám lông chuột bạn nhé. 6 triệu tư một máy, máy trần chưa có bao gồm sạc đâu đấy, 6 triệu tư một máy, máy khá là keng chất, bao pin bao máy zin từ A đến Z và bảo hành tới 6 tháng ở Nhật Nam, thì các bạn yên tâm rồi nhé, rất là yên tâm. Thì cuối cùng trong clip ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn cái sản phẩm sạc dự phòng chính hãng xịn sò, chính hãng xịn sò các bạn nhé, chính hãng xịn sò 20.000 và sạc lên tới 22.5W, đây là dòng báo chuẩn luôn và tới 5A luôn, dòng xuất ra tới 5A luôn, khá là nhanh và có chế độ sạc BD 3.0, tức là sạc nhanh, khá là xịn sò. Và mẫu sạc dự phòng này giá bình thường phải lên đến 600.000 một viên, mẫu pin sạc dự phòng này, nhưng ngày hôm nay mình thanh lý với giá 450, 450
450.000 các bạn nhé. Và phí ship các bạn lưu ý của cái sản phẩm sạc dự phòng này là 50.000. Đây nhìn cục sạc khá chất, có cả cổng ra type C và in type C luôn, tức là một cổng đó các bạn có thể sạc vào cho cục sạc dự phòng và sạc ra cho điện thoại, rất là phù hợp ở cái thời đại 4.0 này nhá. Đấy, công nghệ cao rồi. Và sạc này đi rừng đi rú hay là đi đâu du lịch đi chơi xa mang theo khói về lỉnh kỉnh, có mình nghĩ là ôm theo cục này chắc điện thoại phải xài được tuần hơn, tuần đến 10 ngày mới hết pin nhá. Đấy, rất là chất, 20.000. Có này, các bạn thấy thông số 3.0 và có BD này, sạc nhanh BD này. Đấy, rất là chất, Quick Charger này. Ở đây dòng 5A này. Đấy, 3A, 5V 3A, 3A các bạn, 3A. Đúng rồi, 3A. 22,5W, cực kỳ chất luôn. Và đây là cái thông số đúng 20.000 các bạn nhé. Thì cái dung lượng thật của nó sẽ là được đạt được 18.000 luôn nha các bạn. Còn 200 kia phải để nuôi nó. Đây, nuôi cái mạch chờ để ấn nút một phát là nó lên phần trăm pin ha. Nuôi mạch chờ. Rồi, 450.000 một viên nha. Mình bảo hành như là máy luôn, là bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Tuy là thanh lý mà vẫn bảo hành khá là lâu. Các bạn đừng làm bể vỡ hay là đừng làm gãy những cái chân này. Đấy, đừng làm kinh quá thì nếu lỗi cứ gửi về mình đổi, rất là yên tâm nha, đổi mới luôn. Sạc dự phòng là đổi mới luôn. Còn xài cùi quá, làm bể quá thì thôi tự xác định đi. Vì quăng quật nhiều quá, của nào mà chịu được, của bền nó cũng tại người nữa. Và không bảo hành vào nước hay vẻ vỡ thì các bạn nhé, tất cả sản phẩm mình bán ra đều bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng là 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Rồi, ok, hôm nay thanh lý thu vốn và lỗ rất là nhiều, ngồi nói nhảm cũng là nhiều bởi vì bán lỗ phải than thở đúng không? Thì các bạn cũng thông cảm và cứ yêu mến mình đi. Hôm nào cần mua máy thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Gần Tân Phú Đồng Nai nhớ đến cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng ủng hộ cho mình. Cam kết hàng bên mình bán zin ngon và bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ. Một lần nữa, nếu ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình và nhớ like, chia sẻ video để ủng hộ cho mình thật là nhiều nha các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.